như thế này mới là đáng, thấy không? Đáng một cái chuyến. Nó để kiểu lâu rồi. Tội nghiệp ông Kỳ với lại ông Ngoan không được đi. Hai ông đó lại quyết định đi về sớm. 40 độ nha. Đi xuyên qua núi này. Nói là tai rồi này kia là nó đi ra ha. Những cái hồ bọt ơn này. Xá đàn, xuống cũng là lò xá đàn. Đây là cái con đường mà đi xuyên qua núi. Rất là một cái chai con là Tây. Bắt đầu đi đó. Nó đếm cái nổi với lúc Tây. Nhưng mà còn cái này nó quay nó chết. Mời cô hành trả tiền xong rồi vượt qua bên kia nha. Để cho là total is 216.28. Thank you. Yeah.